đây Thái đi kiếm cốc. Mình đang ngồi dưới có con đường này đó, con đường đi xuống nè. Đá cái xài quá bự luôn, trời cái xài bự dữ ta. Chú Hoàng xài bên chú Lô đó anh. Dạ hả? Lô đó ông bốn người ôm đó quá. Thuốc xong đi tiếp. Mình thì không có hút thuốc nha. Đây, con mực, con đốm. Đốm nãy giờ nó đi nó cũng kiếm không được gì đâu mọi người. Khó là chết với ảnh rồi. Gì? Quay nó chạm đi. Đường này rồi, đúng là bên mé rừng luôn. Có khi nào đèn nhiều quá không? Dạ thôi. Con cuốn hay vậy? Cuốn. Thái vô mắt tinh ghê trời. Cái hiểm nè, có ai ăn có hiểm không? Đó, có hiểm mọi người. Giờ Trí nó đang chạy qua bển rồi. Cú hả? Nè, tận là mọi người ơi. Đó, đi nãy giờ xanh lè xanh lét hết trơn làm đấy. Đèn quá đèn rồi. Mai bây giờ mình tắt đèn bớt đi. Nè bây giờ mình đi mé mé mọi người ơi, cái đường này nè nãy giờ nó chợt một cái mình với thằng Thận té lăn cùng mèo hai anh em xíu bể máy quay luôn nè. Thần cho công cao á. Đường rong không nhá, chợt té một cái bịch bịch. Nè ba anh em vẫn tiếp tục đi tới cái nhà này là của cái ông bác Năm gì đó. Rồi bữa hổm mình quay con vịt nướng bên nhà ổng mọi người. Ủa tới đây đó hả? Ừ. Đi tới nhà rồi. Rồi sát bên nè. Đó. Ủa cái nhà ổng cắt lợ nè phải không? Góc lửa nhát lắm mà cái thầm khó lắm. Cửa nó mới xăng nó mới gì vậy, xăng đêm hay lắm. Các bạn nghe hỏi có kênh nào không, không thấy đăng ở trên. Có, Hắc Sơn miền Tây đó. Qua của người anh tôi đó. Gì vậy? Luôn. Rồi. Tiếp mọi người ơi, quá trời em mà bữa nay đã quá đã rồi. Bữa nay thích nhất là nấm mối. Mình ước ao từ đó giờ mình quay được cái cảnh nấm mối. Mình đi hoài không gặp cho nên mình không có đăng lên được. Mình đi sang nấm mối mà không gặp, mà bữa nay công nhận đi được với Chí với Thái sang nấm mối đã không mọi người. Nhiều mà nhiều cực kỳ luôn. Mà toàn là nấm tốt không. Đồ xanh. Đâu có thấy đâu. Đó mọi người ơi. Rồi, bay mất tiêu luôn hả? Còn dính không? Dạ, dính rồi, dính chim mọi người ơi. Chim gì? Sắt cá. Sắt cá hả? Cái gì? Chim sắt cá mọi người ơi.
nó đi về nhà nhiều hơn trên đó nha. Rồi đi tiếp mọi người ơi, được chim sắt cá ác liệt luôn. Chim sắt cá này nó là nó tên nó gì chứ, nó có ăn cá gì không? Ăn cá hả? Ăn cá không? Ủa sống trên đây sao nó ăn cá trời? Gì hả? Rồi đi tiếp mọi người ơi. Vậy là con chim sắt cá nó ăn cá mọi người. Cá nồng nọc nha. Rồi đi tiếp. Cái bao này là cái bao nước mối nè. Đó, chim sắt cá. Còn nó bọc ở đó. Thái đang cầm á. Là một cốc. Giờ mình qua đất Thái. Châu chảo. Bây giờ mình về tròn Thái nha mọi người. Đây. Tròn Thái với mấy con gà. Mấy gà con á, gà mái. Thế nào hồi cũng có mấy anh trộn có mèo xung quanh đây à. Thấy gì? Tôi đó ngủ đây. Vịt nè mọi người. Đó. Vịt nó chui vô cái lồng này ngủ rồi. Hay ta khôn ghê nha. Rồi. Người thấy vịt trong, vịt nó chui trong đó. Rồi đi. Giờ đi xuống trò luôn phải không? Giờ thôi cái cuộc đi săn của mình tới đây là ngưng nghe mọi người. Bây giờ mình về trò mình nấu cháo. Nấu cháo nấm mối. Bữa nay đi săn nấm mối đã thì chứ. Được có thịt, cóc, chim. Chim gói cá. Rồi, giờ về trò mọi người ơi. Trò của ông Bảy. Đốt luôn đi tí ra rồi mổ nãy giờ. Đó cả đêm nào được có nhiều đó, thịt. Có thịt. Bữa nay là cháo nấm mối rồi cóc nha mọi người. Ăn rất là bổ nha. Nhất là cho phái mạnh như tụi mình á. Tụi đàn ông. Đã luôn. Chỉ hay lắm à. Rồi. Ok. Công nhận bữa nay đi săn đêm đã thì. Giờ này mấy giờ thằng? Đúng bấm đồng hồ. 10 giờ, 9 giờ. 9 giờ. 9 giờ. Không thấy. Rồi. 9 giờ 10 rồi, giờ này mới có 9 giờ 10 rồi mọi người ơi. Giờ thịt cốc làm sạch sẽ đó, rửa nước này một khô này đó, ngoài nào thấy. Không. Nước này nước bồn nha mọi người. Chứ trên núi làm gì có nước. Nước bồn, nước suối. Nước trồng quá rồi. Nước mưa đó. Có này nước không suối. Đâu phải nước mưa. Nước suối hả? Ừ. Nước suối ở đâu chảy xuống vậy? Giếng ngoài đó đó mày. Trời vậy hả? Quên hả? Nói đây hoài không? Không, không để, không có hình dung ra được. Giờ nói ra mới hình dung ra được. Tại mùa này nước rồi ít, nó chưa có được hết nè. Dạ, nước này nước hết luôn phải không? Hết không? Nước hết là ngọt lắm. Mà có cái can chở lên, mình chở ở dưới mình đi cho núi. Xuống hơn nước, xuống hơn bao là nước lọc luôn. Vậy hả? Kiếm gì? Nước hết ngọt lắm. Đâu mà xả thử miếng mình uống này. Thấy chứ không? Rồi. Nè cái nồi cháo bắt sớm giờ mọi người ơi. Ông Bảy ông bắt sẵn cho mình á. Thế thì mình đi về có nồi cháo luôn. Chưa. Đó. Thấy không? Đi săn đêm mà được vậy là quá quý rồi. Rồi, 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 xa xa đi.
Thả này vô nó còn quý hơn. À, à. Múc để vô thêm miếng nước đi. Rất thơm nha. Đó, bây giờ cái nồi cháo nè, Chí đang bắt nồi cháo nè. Thôi con ăn hết. Thêm chút nữa được rồi, miếng nữa thôi. Ừ. Trời ơi. Đó. Mình thái phần ba cháy luôn. Còn anh em biết giờ là mình nãy giờ không có tiếp anh em được cái gì hết trơn, mà lâu quay không à. Trời ơi, mình vô tiếp anh em ăn cái gì đó. Đó là quan trọng nhất á. Anh em tình anh em vô. Đây nè, đó gỗ nấm mối đó, Thuận nó đang nấu cháo mọi người. Đây cái nồi cháo rất là đặc biệt nha, cháo nấm mối, hỏi nấm mối mọi người. Còn bên đây thì Thái đang bằm thịt nè, nguyên cục thịt mọi người đó, cái tỏi. Tỏi này cháy xong rồi xào, xào thịt sơ ngang bắt đầu mới để vô cái nồi cháo. Bắt gà cho lên cho. Gì hả? Thôi, quá ngon mọi người ơi. Gà uống. Giờ xào nấm mối nha mọi người, xào phải không? Xào thịt hay xào nấm mối? Thịt nấm vô chung luôn. Rồi, xào thịt nấm vô chung, bây giờ để dầu ăn vô, trước tiên để dầu ăn. Rồi. Để tỏi vô cháy. Thợ nấu chính của ngày hôm nay mà cũng là thợ săn chính luôn mọi người. Nó bắt đầu thợ nó xào cháy mỡ tỏi mọi người. Cho nó dập dập được rồi, đừng cho nó nhìn quá. Đó. Quá ý muối một lọt nha, nó hột đó, để vô mình cháy. Đó bây giờ cháy vàng rồi đó, bây giờ chuẩn bị để thịt vô nha mọi người. Trước tiên là cháy mỡ tỏi cho nó vàng lên hết rồi, bắt đầu mới để thịt. Clip này thành clip nấu ăn luôn rồi. Chí với Thái lên kênh, lên cái trang du lịch Tịnh Biên á, coi hình của mình hôm nay nè. Gì vậy? Chữa cho bản mới phải không? Ờ, chữa cho ống mới đi. Trời. Đó, để nó mối vô xào mà. Mình nấu nó mối, mình nấu cháo nó mối xong mình cũng xào vậy đó anh. Ừ. Xào cho nó chín là về chín thôi, đừng cho chín mùn quá, thấy ngon rồi. Chín thì mà chảy ra nước không, có mình hết nước rồi rồi. Dữ vậy trời. Xong. Độ con bảy nè. Rồi. Đó là đặc sản quê hương nè, đó. Chém ớt 7 cấp độ của Chí nè. Đó, thấy ớt không, không thấy không thấy muối luôn. Nó đầm một ít ớt, tao làm dữ nữa. Gì nữa hả? Ớt nguyện ngon. Ớt này cấp độ mấy tời? Hồi ăn trái ớt nó ngon. Anh. Ờ ừ, đúng rồi. Sau khi nấu một hồi là được một cái nồi cháo nấm mối rồi mọi người. Đó, đổ nấm mối vô đó. Nồi cháo vàng vàng, vàng vàng, không đá gì đâu. Em đoạn tiếp cho. Cái này là làm gì?
đủ rồi đã. Mà cháo đã mọi người ơi. Mấy cần mấy cái tô với cái muỗng cho ổng. Mấy cái tô đó, cái tô nhỏ đó. Rồi nhiêu đó đây kìa. Mấy muỗng rồi. Được 4 cái muỗng rồi. Tao lấy đũa đi. Bây giờ dọn chén ra. Đó. Mình quay đơn giản và dân dã lắm, mọi người có cái gì mà thấy mình quay không hợp lý mọi người cứ comment bên dưới video nha, để cho mình rút kinh nghiệm của đợt quay lần tiếp theo nha mọi người. Đó, mọi người xem video mình nếu thấy hay mọi người nhớ đăng ký, like, subscribe kênh mình nhé. Đăng ký, like và nhấn chuông theo dõi nha mọi người, để anh em mình có động lực làm những video tiếp theo nha mọi người. No. Thận nãy giờ nó chụp những cái tấm ảnh nó đăng lên cái trang du lịch Tịnh Biên của nó rất là đẹp mọi người. Ai cũng vô comment lắm. Bên cái kênh của mình á, các bạn muốn coi những hình ảnh đẹp mà trong cái lúc mà anh em mình đi tác nghiệp á, các bạn qua bên Facebook và vô trang du lịch Tịnh Biên á, mọi người sẽ thấy được những cái tấm ảnh mà Thận chụp trong lúc anh em mình đi tác nghiệp quay phim đó mọi người. Còn không thì mọi người cứ vô cái fanpage của mình á, Thác Sơn Miền Tây bên Facebook mình cũng có nữa mọi người. Mình cũng đăng nữa những tấm ảnh đó mình lấy của Thận không à. Lấy của Thận đem qua bên cái trang fanpage của mình đăng á. Và bây giờ mình chờ thêm 15 phút nữa đi rồi xong rồi có nồi cháo. Ra ăn bá cháy luôn. Thôi, giờ đi ra mọi người ơi. Đó. Nguyên cái nồi cháo đã luôn mọi người ơi. Đã quá đã. Dọn chén xong đi về. Vụ gì? Bây giờ có những cái món này mọi người ơi. Bây giờ anh em tôi ăn nha mọi người. Rồi, mời mọi người nha. Đó. Rồi Chí, ngon không Chí? Chắc là ngon mọi người nha. Cảm giác thế nào? Quá ngọt. Quá ngọt. Quá ngọt rồi. Quá ngọt. Quá ngon luôn mọi người, thiệt tình luôn. Đây này, còn cái nước mối mọi người. Đó. Cháo nước mối nha. Bá cháy luôn. Ăn thử nha. Nóng nóng ngọt ngọt. Ngọt nước mối. Ngọt từ thịt của cóc chim. Lần đầu tiên nó mới sao không? Lần đầu tiên của mình có hơi sướng. Ngon quá. Cái cọng nước mối hay sao? Ăn nó dai dai mà ngọt ngọt đã rồi. Thôi mình ăn tiếp mọi người. Chậm chút rồi, con chiếu ăn hết rồi. Nè mọi người. Đó, cái chọc nấm mối nó đã rồi. Nói cái chọc nấm mối nè. Cái này là cái chọc nấm mối đó. Bự bự không á. Bự như cái cán muỗng, như ngón tay mình luôn. Đây là nấm mối mình hái hồi chiều mọi người. Còn cái nấm mối này nãy là mình hái đó là mình chưa ăn đâu. Đó. Nó làm lâu lắm. Chiều hái xong rồi làm luôn. Tiếng hồ mới xong. Mình cháo với chén mất ớt đã ghê luôn. Nguyên cái nồi cháo còn nè. Ăn không nghe, không có nhậu nha mọi người. Đi với anh Chí là lành mạnh lắm, anh Chí không có nhậu đâu. Thịnh cũng không nhậu nữa. Bảy cũng không, Thái cũng không. Ngọc như tình hẹn. Đó, giờ cái nồi cháo á, thịt trơn nó mối rồi mọi người ơi. Sạch sẽ, giờ còn cháo với thịt. Không à, đây cái chén này của mình nãy giờ là chén thứ năm rồi. Thận cũng chén thứ năm rồi. Ăn đã luôn, không nhận thiệt. Lần đầu tiên ăn cháo nấm mối đã quá đã luôn mọi người ơi. Mà ra mồ hôi luôn, hồi chiều là mình không ăn cơm, mình chờ tới giờ này mình ăn đã chiều rồi đâu. Mình không ăn cơm, mình bước ở mà chỉ hôi thôi à. Không nhận trong đời ăn mà đã gì. Thường thường mấy quý quá quý luôn, thật sự luôn. Bây giờ bữa nay mình ăn cái nồi cháo này với sau này không biết là mình có dịp ăn gì nữa không. Đó, một lần thôi đó chứ chưa chắc có lần thứ hai đâu.
Rồi, mọi người xem kênh mình nhớ đăng ký like, subscribe kênh mình nhé bạn. Rồi, nhấn chuông, rồi nhấn nút chia sẻ giùm mình luôn nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Rồi. Rồi, video mình tới đây kết thúc rồi mọi người. Giờ anh em mình xuống núi. Về. Rồi, chào mọi người, ba Thái nha. Mấy ngày gặp lại. Rồi, hẹn bữa nào gặp lại mọi người. Rồi, chú quẩy rồi. Dạ, không muốn ngủ lại. Tại vì giờ này mới có 10 giờ mấy à. Về luôn. Rồi, chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Giờ mình về. Thận về đi anh.